ngại, hơi ngại, nhưng mà xong rồi kiểu tất cả là mọi người trong chi rất là gay, rất là support tinh thần để muốn mình lên, nên là cảm thấy rất là yêu mọi người, mong rằng là sẽ kịp tiến độ quay, không bị chậm, không bị delay lâu quá, và sẽ cố gắng. Thời gian trôi mau và cứ tư đi trời được chưa? Thiết nam không may lại mưa, ôi mong hay ngóng hay. Đừng hẹn hò nhắn tin với em rồi lại biến mất dài dài. Hẹn vậy đừng hẹn cho xong, đừng lặng lờ để người ta mong. Đừng hẹn hò nhắn tin suốt đêm rồi để em đứng một mình. Hẹn vậy chỉ hẹn điều thôi, nhưng lời hứa chỉ vụt qua môi rồi phút bay. Vậy nên đừng để em nghĩ anh là thằng tôi. Vậy nên đừng để em nghĩ anh là thằng tôi. Đã có ai từng bị ghost chưa? Cả bị ghost rồi thì cũng không sao cả. Với dự án ghosting lần này thì Linh Ca gửi gắm cho mọi người từ những cái thông điệp rất rất là tích cực. Mình dám yêu, dám làm, dám thể hiện và dám theo đuổi. Và đến khi bị ghost thì mình vẫn sẽ quay trở lại và tập trung về bản thân mình, phát triển, yêu bản thân hơn, chăm sóc cho bản thân để mình có thể dám làm và dám yêu nhiều hơn nữa. Đừng hẹn hò nhắn tin với em rồi lại biến mất dài dài. Hẹn vậy đừng hẹn cho xong, đừng lặng lờ để người ta mong. Đừng hẹn hò nhắn tin suốt đêm rồi để em đứng một mình. Hẹn vậy chỉ hẹn điều thôi, nhưng lời hứa chỉ vụt qua môi rồi phút bay.